chánh văn hết thảy pháp công đức thành phật đều đem hồi hướng các quần sinh nguyện cho tất cả đều thanh tịnh đến bờ bên kia phật trang nghiêm giảng giải pháp môn của bồ tát tu hành tích tụ pháp công đức thành phật hoàn toàn hồi hướng bố thí cho tất cả chúng sinh nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ thanh tịnh có thể trở về cội nguồn cải tà quy chánh đắc được pháp thân thanh tịnh vốn có đến được bờ bên kia sự tra nghiêm của mười phương chư phật chánh văn mười phương quải phật vô lượng biên đều đủ vô lượng đại trang nghiêm như vậy trang nghiêm không nghĩ bàn Dùng hết trang nghiêm một cõi nước Giảng giải Cõi nước của mười phương chư Phật Nhiều khó tính biết được Thấy đều đầy đủ vô lượng vô biên đại trang nghiêm Sự trang nghiêm đó không thể nghĩ bàn Dùng hết tất cả sự trang nghiêm đó Để trang nghiêm một cõi Phật Cõi nước của mười phương chư Phật cũng tình hình như vậy chánh văn hết thảy trí thanh tịnh của phật nguyện khiến chúng sinh đều đầy đủ giống như phổ hiền chân phật tử tất cả công đức tự trang nghiêm giảng giải hết thảy trí huệ thanh tịnh của mười phương chư phật nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ giống như bồ tát phổ hiền vì đệ tử chân chánh của phật tất cả công đức lành đều đầy đủ tự trang nghiêm chánh văn thành tựu sức thần thông rộng lớn đi đến thế giới đều khắp cùng tất cả chúng sinh không thừa sót đều khiến tu hành bồ tát đạo giảng giải bồ tát thành tựu sức thần thông rộng lớn có thể đến khắp cùng mười phương tất cả thế giới giáo hóa tất cả chúng sinh chẳng có thừa soát tóm lại hết thảy chúng sinh đều được bồ tát giáo hóa đều có thể tu hành đạo của bồ tát tu chánh văn chỗ chư phật như lai khai ngộ mười phương vô lượng các chúng sinh tất cả đều khiến như phổ hiền tu hành đầy đủ hạnh tối thượng giảng giải thần thông diệu dụng của mười phương chư phật dùng quang minh gia bị mười phương vô lượng chúng sinh khiến cho họ khai ngộ khiến cho tất cả chúng sinh đều giống bồ tát phổ hiền tu hành đầy đủ hạnh bồ tát tối thượng chánh văn chư phật bồ tát đã thành tựu đủ thứ các công đức khác nhau công đức như vậy vô lượng biên nguyện khiến chúng sinh đều viên mãn giảng giải chư phật và bồ tát thành tựu vô lượng vô biên đủ thứ các công đức khác nhau như vậy nguyện khiến cho tất cả chúng sinh đều có thể đắt được viên mãn đủ thứ công đức chánh văn bồ tát đầy đủ sức tự tại chỗ đáng học đều đi đến học thị hiện tất cả đại thần thông đến khắp mười phương vô lượng cõi giảng giải bồ tát đầy đủ sức nhậm vận tự tại đáng đến chỗ vị phật nào học tập phật pháp thì đến chỗ vị đó học tập phật pháp Bồ Tát thường thị hiện hết thảy đại thần thông đến khắp mười phương vô lượng cõi nước của chư Phật để giáo hóa chúng sinh. Chánh văn Bồ Tát có thể trong một niệm thấy vô số Phật đồng chúng sinh lại ở trong một lỗ chân lông nhiếp hết các pháp đều thấy rõ. Giảng giải bồ tát có thể ở trong một niệm có thể thấy vô số các đức phật đồng chúng sinh lại có thể ở trong một lỗ chân lông nhiếp hết tất cả các pháp khiến cho tất cả chúng sinh đều hiển rõ nhìn thấy cảnh giới đó chánh văn chúng sinh thế gian vô lượng biên bồ tát đều phân biệt biết được chư phật vô lượng đồng chúng sinh đại tâm cúng dường đều khắp hết giảng giải chúng sinh thế gian khó mà tính đếm được nhưng bồ tát đều phân biệt được rõ ràng còn biết có bao nhiêu chúng sinh mười phương chư phật số lượng nhiều đồng với chúng sinh bồ tát phát tâm đại bồ đề cúng dường hết thảy mười phương chư phật tóm lại chẳng có một vị phật nào không cúng dường chánh văn đủ thứ hương thơm hoa tốt đẹp châu báu xiêm y và phan lòng phân bổ pháp giới đều đầy dẫy phát tâm cúng khắp mười phương phật giảng giải bồ tát dùng đủ thứ hương thơm quý và hoa tốt đẹp tất cả các châu báu tất cả xiêm y tất cả phan báo tất cả lòng báo những đồ trang nghiêm đó phân bố nơi Pháp giới, đầy dậy tất cả mọi nơi. Bồ Tát phát tâm Đại Bồ Đề cúng dường khắp mười phương chư Phật. Chánh văn Trong một lỗ lông đều thấy rõ Số vô lượng Phật không nghĩ bàn Tất cả lỗ lông đều như vậy Lễ khắp tất cả đèn thế gian Giảng giải Bồ Tát có thể ở trong một lỗ chân lông Đều thấy rõ tất cả chư Phật Có vô lượng chư Phật nhiều không thể nghĩ bàn Nhìn được rất rõ ràng Ở trong tất cả lỗ chân lông cũng đều như vậy Đảnh lệ khắp tất cả đèn thế gian Tức cũng là Phật Chánh văn Dùng thân thứ tự cung kính lạy Như vậy vô biên Phật tối thắng cũng dùng lời lẽ khen ngợi khắp hết thuở dị lai tất cả kiếp giảng giải bồ tát năm thể sát đất thứ tự để cung kính lễ lạy chư phật vô biên phật tối thù thắng lại dùng lời lẽ để khen ngợi dù hết kiếp thuở dị lai tất cả kiếp cũng khen ngợi như vậy chánh văn một chỗ như lai cúng dường đủ số đó vô lượng đồng chúng sinh như vậy cúng dường một như lai tất cả như lai cũng như thế giảng giải ở tại chỗ của một vị phật cúng dường đồ trang nghiêm số một đó vô lượng đồng với số của chúng sinh như vậy cúng dường một vị phật tất cả vị phật cũng tình hình như vậy chánh văn cúng dường khen ngợi các như lai hết tất cả kiếp thế gian đó thế gian kiếp số có thể hết bồ tát cúng dường không ngừng nghỉ giảng giải phàm là người tu hành bồ tát đạo phải cúng dường tam bảo khen ngợi tam bảo lệ bãi tam bảo phải hết tất cả kiếp thế gian. Kiếp số thế gian tuy nhiên có lúc sẽ hết, nhưng Bồ Tát cúng dường mười phương chư Phật chẳng có lúc nào ngừng nghỉ giải đãi. Chánh văn Tất cả thế gian đủ thứ kiếp, trong những kiếp đó tu các hạnh cung kính cúng dường một như lai hết tất cả kiếp không nhàm đủ. Giảng giải Tất cả thế gian có đủ thứ kiếp, ở trong tất cả kiếp tu tập tất cả các hạnh, hạnh Bồ Tát. Cung kính cúng dường một vị Phật, dù trải qua hết tất cả kiếp, cũng không khi nào cảm thấy nhà mỏi. Chánh văn Như vô lượng kiếp cúng một Phật, cúng tất cả Phật đều như vậy cũng không phân biệt kiếp số đó với sự cúng dường không nhà mỏi giảng giải như ở trong vô lượng kiếp cúng dường một vị phật cúng dường tất cả vị phật cũng như vậy cũng không phân biệt có bao nhiêu kiếp số chẳng vì kiếp số quá nhiều thời gian lâu dài mà đối với sự cúng dường sinh ra tâm nhà mỏi bất cứ lúc nào vẫn cung kính kiên thành cúng dường mười phương chư Phật. Chánh văn Pháp giới rộng lớn không bờ mé, Bồ Tát quán sát đều thấu rõ, Dùng qua sen lớn rải khắp nơi, Thí vô lượng Phật đồng chúng sinh. Giảng giải Pháp giới rộng lớn nhất mà chẳng có bờ mé, Bồ Tát dùng năm nhãn hiền nhãn, nhục nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn để quan sát, hoàn toàn thấu rõ hiểu được, biết bờ mẻ rốt ráo. Dùng hoa sen lớn, đầy khắp trong đó, bổ thí cho vô lượng Đức Phật, nhiều đồng với số chúng sinh. Chánh văn Hoa báo hương sắc đều viên mãn, thanh tịnh trang nghiêm rất di diệu tất cả thế gian không thể dụ cần đem cúng dường nhân trung tôn giảng giải mùi hương và nhan sắc của hoa sen báo đều viên mãn không những thanh tịnh trang nghiêm mà còn rất di diệu cảnh giới hoa sen đó tất cả thế gian đều không thể sánh bằng bồ tát tay cầm hoa sen đến cúng dường đấng nhân trung tôn phật chánh văn chúng sinh số đồng vô lượng cõi các lọng báo đẹp đầy trong đó đều đem cúng dường một như lai cúng tất cả phật đều như vậy giảng giải phàm là vật có mạng sống đều là chúng sinh chúng duyên giả hợp mà sinh gọi là chúng sinh Chúng duyên tức là đất nước, gió lửa, bốn đại Thêm vào thức thì thành chúng sinh Phàm là chúng sinh có khí huyết Là hữu tình chúng sinh, còn gọi là động vật Chúng sinh chẳng có khí huyết Là vô tình chúng sinh, tức thực vật Số lượng chúng sinh rất nhiều Chẳng có cách gì thống kê ra được Rốt rau có bao nhiêu Có chúng sinh số đồng với quải Phật đều dùng các lòng báo đẹp đầy dẫy ở trong mỗi cõi Phật, đem tất cả lọng báo đẹp đó để cúng dường một vị Phật. Chẳng những cúng dường một vị Phật là như vậy, mà còn cúng dường tất cả chư Phật cũng đều như vậy. Chúng ta là người học Phật Pháp, phải đạp trên mặt đất mà tu hành. Thành thật dụng công, đừng tham đồ hư danh. Nếu thích giả danh, thì chẳng có ích gì đối với việc tu đạo. Chúng ta phải làm đến việc hữu thật vô danh, đừng có tham cầu việc hữu danh không thật. Hữu danh không thật là tốt giả. Quá thật tại sự tướng biểu hiện ra. Đây gọi là hữu thật vô danh. Đừng tham cầu giả danh, cử chỉ hành động, lời nói việc làm đều phải chân thật mà làm. Làm nhiều điều chân thật đó mới là bản sắc của Phật giáo đồ Nhất định phải ở trong nội tâm sung thực đạo đức Có học vấn, có trí huệ Đó mới là có bản lãnh Đừng tham danh của thế gian Thích cái tốt của thế gian Đó là nở qua dại mà chẳng kết quả thật Điểm này rất quan trọng Hy vọng các vị chú ý Chánh văn hương thoa thù thắng không gì sánh tất cả thế gian chưa từng có đem đến cúng dường thầy trời người cùng tận chúng sinh đồng số kiếp giảng giải dùng hương thoa tối thượng đặc biệt thù thắng không cách gì so sánh được ở trên thế gian chưa từng có thứ hương này dùng thứ hương thoa này cúng dường thầy trời người phật cùng tận chúng sinh đồng với số kiếp cúng dường chư phật không ngừng nghỉ chánh văn hương bột hương đốt hoa thượng diệu châu báu y phục đồ trang nghiêm như vậy cúng dường các đức phật quan hỷ phụng sự không nhàm đủ giảng giải dùng hương bột và hương đốt để trang nghiêm, dùng hoa đẹp thường hạng để trang nghiêm, dùng tất cả châu báu để trang nghiêm, dùng tất cả y bảo để trang nghiêm. Đem đủ thứ đồ trang nghiêm để cúng dường chư Phật, tâm sinh quan hỷ, phụng sự Đức Phật, chẳng có lúc nào nhàm chán và biết đủ. Chánh văn Số chiếu thế đăng đồng chúng sinh, niệm niệm thành tựu đại bồ đề cũng dùng vô biên kệ tán thán cúng dường đấng điều ngự trong đời giảng giải đấng chiếu thế đăng phật nhiều đồng với số chúng sinh ở trong niệm niệm thành tựu đại bồ đề dùng vô lượng vô biên bài kệ để tán thán khen ngợi công đức của chư phật cúng dường đấng điều ngự phật trong đời Chánh văn Số Phật Thế Tôn như chúng sinh Đều tu diệu cúng dường vô thượng Số vô lượng kiếp như chúng sinh Như vậy khen ngợi không cùng tận Giảng giải Phật Thế Tôn nhiều giống như chúng sinh Trong quá khứ Đều tu diệu cúng dường vô thượng, vô lượng kiếp nhiều giống như số chúng sinh. Như vậy tán thán khen ngợi Phật, khen ngợi pháp, khen ngợi tăng, diễn diễn cũng khen ngợi không xong, chẳng khi nào hết được. Chánh văn. Khi cúng dường chư Phật như vậy, nhờ Phật thần lực đều khắp cùng, đều thấy mười phương vô lượng Phật An trụ hạnh Bồ Tát phổ hiền. Giảng giải. Khi rộng tu cúng dường chư Phật như vậy, nhờ đại oai thần lực của mười phương chư Phật tận hư không khắp pháp giới, khắp nơi đều đầy dậy sự cúng dường như vậy. Khi tu pháp môn cúng dường như vậy, Bồ Tát đều thấy vô lượng chư Phật trong mười phương ba đời an trụ trong đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền Tu. Chánh văn Quá khứ, dị lai và hiện tại, hết thảy tất cả các căn lành, khiến tôi thường tu hạnh Phổ Hiền, sớm được an trụ bậc Phổ Hiền. Giảng giải Hết thị tất cả các căn lành trong quá khứ, hiện tại, dị lai khiến cho tôi tức Bồ Tát Kim Cang Tràng thường tu đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền tu sớm được an trụ ở địa vị của Bồ Tát Phổ Hiền. Chánh văn Thấy biết của tất cả như lai thế gian vô lượng các chúng sinh đều nguyện đầy đủ như Phổ Hiền là bậc thông huệ được khen ngợi giảng giải Mười phương ba đời tất cả chư Phật Thấy biết thế gian vô lượng chúng sinh Hoàn toàn đầy đủ đại hạnh đại nguyện Giống như Bồ Tát Phổ Hiền Tu Là bậc thông minh trí huệ Được tán thán khen ngợi Chánh văn Đó là mười phương các đại sĩ Cùng nhau tu trị hạnh hồi hướng chư Phật Như Lai vì tôi nói: Hạnh hồi hướng này vô thượng nhất. Giảng giải: Pháp môn hồi hướng này mười phương các đại sĩ, Bồ Tát cùng nhau tu hành hồi hướng. Mười phương chư Phật vì tôi, tức Bồ Tát Kim Cang tràng nói pháp môn này. Hạnh hồi hướng này là pháp môn vô thượng nhất chánh văn mười phương thế giới không thừa sót tất cả các chúng sinh trong đó đâu chẳng khiến họ được khai ngộ đều khiến thường như hạnh phổ hiền giảng giải trong mười phương thế giới hết thảy tất cả các chúng sinh không thừa sót một chúng sinh nào đều khiến cho họ đều được khai ngộ khiến cho tất cả chúng sinh thường tu giống như đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Chánh văn Bồ Tát hồi hướng hạnh bố thí, cũng lại bền giữ các giới cấm. Tinh tấn lâu dài không khiếp lùi, nhẫn nhục như hòa tâm không động. Giảng giải Bồ Tát là tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, cho nên tư tưởng của bồ tát và tư tưởng của phàm phu trái ngược nhau phàm phu chỉ muốn lợi mình mà thôi chẳng muốn lợi ích cho người khác bồ tát thì quên lợi ích cho chính mình mà luôn luôn có tâm lợi ích cho người khác do đó đồng thể đại bi bồ tát và chúng sinh đồng một thể cho nên mình đắt được lợi ích cũng muốn cho chúng sinh được lợi ích bồ tát đã thoát khỏi ba cõi chấm dứt sinh tử cũng muốn khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi chấm dứt sinh tử bồ tát muốn tự mình đắc được trí huệ chân chánh cũng muốn cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ chân chánh do đó mà bồ tát tu pháp môn hồi hướng đem đủ thứ can lành của mình tu tập được hồi hướng cho chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh cũng đắc được căn lành giống như mình. Bồ Tát tu hạnh bố thí hồi hướng như vậy lại bên giữ các giới cấm. Bồ Tát chẳng những không giết hại mà cho đến tâm niệm giết hại cũng không sinh ra. Chẳng những không trộm cấp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mà cho đến tâm niệm cũng không sinh ra. Thời gian Bồ Tát rất lâu dài, chẳng những bố thí trì giới mà còn tinh tấn chẳng sinh tâm thối chuyển chẳng giống như chúng ta giữ giới chưa đến hai ngày rưỡi thì tà tri tà kiến ta niệm tà dục sinh ra tinh tấn chẳng chân thật một nóng mười lạnh đó còn là tinh tấn chăng bồ tát vĩnh viễn tinh tấn vĩnh viễn nhẫn nhục nhẫn điều mà người khác không nhẫn được nhường điều mà người khác không nhường được tâm lay động rất nhu hòa chẳng có tâm sân hận trong tâm thanh tịnh thì tự nhiên chẳng có phiền não bất cứ phiền não gì cũng đều nhận thọ nơi tâm chánh văn thiền định giữ tâm thường một duyên trí huệ rõ cảnh đồng tam muội khứ lai hiện tại đều thông đạt. Thế gian không ai biết bờ mẻ. Giảng giải Bồ Tát tu thiền định nhiếp lấy tâm mình, khiến cho tâm không tán loạn. Chuyên nhất tu định, chẳng có mọi dòng tưởng. Trí huệ bát nhã thấu rõ tất cả cảnh giới, giống như chánh định chánh thọ. Bồ Tát đối với đời quá khứ, hiện tại, và dị lai ba đời thấy đều thông đạt vô ngại chúng sinh thế gian chẳng biết được bờ mẻ căn lành của bồ tát chánh văn bồ tát thân tâm và nghiệp lời chỗ làm như vậy đều thanh tịnh tu hành tất cả không thừa sót đều đồng với bồ tát phổ hiện giảng giải thân nghiệp, lời nghiệp, ý nghiệp của Bồ Tát đều thanh tịnh. Thân nghiệp thanh tịnh thì không giết hại, trộm cắp, giam dục. Lời nghiệp thanh tịnh thì không nói dối, nói theo dệt, hai lưỡi, chửi mắng. Ý nghiệp thanh tịnh thì không có tham sân si. Chỗ làm đều đã thanh tịnh, tất cả pháp môn đều tu hành đến cảnh giới viên mãn, chẳng có pháp môn nào thừa sót không tu hành hoàn toàn đồng với bồ tát phổ hiền chánh văn ví như pháp giới không phân biệt hí luận nhiễm trước đều hết sạch cũng như niết bàn không chướng ngại tâm thường như vậy lìa chấp lấy giảng giải ví như pháp giới chẳng có sự phân biệt chẳng có hí luận, chẳng có nhiễm ô, chẳng có chấp trước. Những tập khí mau bệnh này đều đã diệt hết sạch diễn diễn. Giống như niết bàn, thường lạc ngã tịnh, chẳng có mọi sự chứa ngại. Tâm của Bồ Tát lìa khỏi mọi sự vọng tưởng chấp lấy. Chánh văn Pháp tu hồi hướng của bậc trí Chư Phật Như Lai đã khai thị Đủ thứ căn lành đều hồi hướng Cho nên thành tựu Bồ Tát Đạo Giảng giải Người có trí huệ tu Pháp môn hồi hướng Đã được mười phương chư Phật khai thị Và còn tu tập đủ thứ căn lành Thấy đều hồi hướng cho chúng sinh Do đó mới thành tựu Bồ Tát Đạo Chánh văn Phật tử khéo học hồi hướng này Vô lượng hạnh nguyện đều thành mãn Nhiếp lấy pháp giới hết không thừa Cho nên thành tựu sức thiện thệ Giảng giải Phật tử khéo học pháp môn hồi hướng này Vô lượng hạnh nguyện Thấy đều thành tựu và viên mãn Nhiếp lấy hết thị chúng sinh pháp giới Chẳng thừa sót một chúng sinh nào do đó mới thành tựu sức của đấng thiện thệ tức cũng là đức phật bồ tát trước khi thành bồ tát cũng là chúng sinh cũng là phàm phu tục tử giống như chúng ta chẳng có điểm gì khác biệt bất quá ngài phát tâm bồ đề giác ngộ khổ sinh tử chẳng có lúc nào chấm dứt cho nên mới tu đạo tu đạo gì tu bồ tát đạo đem căn lành của mình tu tập được hồi hướng hết cho chúng sinh hồi hướng về bồ đề hồi hướng về thực tế chẳng giữ lại cho mình trong lúc bồ tát tu đạo dũng mãnh tình tấn, tuyệt đối không giải đãi tu hành đến trình độ tương đương thì khai ngộ khai mở trí huệ không còn mê hoặc nữa không còn vô minh không còn tâm tham tâm sân tâm si tất cả đều giác ngộ là vô thường khổ không vô ngã cho nên gọi là bồ tát bồ tát vốn gọi là bồ đề tác Đỏa, vì gọi tác cho nên gọi là bồ tát bồ đề dịch là giác tác Đỏa dịch là hữu tình tức là giác hữu tình ngài muốn giác ngộ tất cả hữu tình tức chúng sinh lại có thể nói là hữu tình giác tức là một vị giác ngộ ở trong chúng sinh. Ngài đem đạo lý của mình đã giác ngộ để giác ngộ tất cả chúng sinh, cho nên gọi là hữu tình giác. Đó là ý nghĩa đại khái về Bồ Tát. Pháp môn Bồ Tát tu tập là lục độ dạng hạnh. Lục độ tức là bố thí, đối trị sang tham, trì giới, đối trị quỷ phạm nhẫn nhục đối trị sân hận tinh tấn đối trị giải đãi thiền định đối trị tán loạn trí huệ đối trị ngu si người ban đầu phát tâm ở trong lục độ này lấy nhẫn nhục ba la mật làm trọng thế nào là nhẫn nhục nói đơn giản là bạn không có lỗi lầm mà có người phê bình bạn không đúng bạn chẳng có chỗ nào sai mà có người cố ý nói bạn sai cảnh giới này đến bạn nhẫn nhục được thì tự nhiên vô sự quá hung thành cát bạn chẳng có phạm giới mà người khác nói bạn phạm giới bạn phải nhẫn tất cả mọi việc không danh dự xảy đến với bạn bạn phải nhẫn tóm lại tất cả nghịch cảnh đến phải nhẫn 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 đó mới là hành vi của Bồ Tát. Do đó, hãy nhận là mình sai, đừng nói lỗi người khác, lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Có hoài bảo như vậy, tức là Bồ Tát. Chánh văn. Nếu muốn thành tựu lời Phật nói, Bồ Tát hạnh rộng lớn thù thắng, nên khéo an trụ hồi hướng này các phật tự đó hiệu phổ hiền giảng giải nếu muốn thành tựu pháp môn của mười phương chư phật nói ra bồ tát phải tu hạnh rộng lớn thu thắng phải thường tu pháp môn hồi hướng này đây gọi là đại hạnh đại nguyện của bồ tát phổ hiền chánh văn tất cả chúng sinh tính đếm được tâm lượng ba đời có thể biết. Như vậy phổ hiền các Phật tử công đức bờ mé không dò được. Giảng giải. Hết thệ tất cả số một chúng sinh có thể tính đếm được, tâm lượng của chư Phật và chúng sinh ba đời cũng có thể biết được rõ ràng. Nhưng bờ mé hết thệ công đức của Bồ Tát phổ hiền và tất cả đệ tử Phật không cách gì trắc lượng được. Chánh văn Lông lường hư không biết bờ mé, Các cõi hạt bụi biết được số. Như vậy chư Phật, các Phật tử, Trụ nơi hành nguyện không lường được. Giảng giải Dùng một sợi lông để trắc lường hư không lớn bao nhiêu có thể biết được bờ mé, tức cũng là lường được hư không. Cõi nước của mười phương chư Phật đập nát thành bụi, cũng có thể biết được có bao nhiêu hạt bụi. Nhưng công đức hạnh nguyện của chư Phật và tất cả đệ tử Phật tu thập hồi hướng, không cách gì đo lường được có bao nhiêu. hồi hướng công đức trong các sự bố thí thì bố thí pháp là cao thượng nhất vì ấn tống kinh điển bố thí cho mọi người đọc khiến cho họ hiểu rõ những lời đức phật dạy phát tâm tu học thực hành hạnh bồ tát tự lợi lợi tha tự độ độ tha tích tụ căn lành công đức hồi hướng về quả vô thượng bồ đề cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị phật nhờ giáo lý pháp bảo mà chúng ta tin hiểu thực hành và chứng ngộ xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng này đến các bậc thầy tổ và toàn thể tất cả phật tử đã phát tâm hùng phước ấn tống hữu danh hoặc vô danh và thân bằng quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá giảng cùng pháp giới chúng sinh thấy đều được lợi lạc căn lành tăng trưởng tâm bồ đề kiên cố luôn luôn an trụ ở trong chánh pháp tu hành chánh pháp rốt ráo được thoát khỏi sinh tử luân hồi đến được bờ giác ngộ bên kia kệ hồi hướng công đức nguyện đem công đức này trang nghiêm quải phật tịnh trên đền bốn ơn nặng dưới cứu ba đường khổ nếu có ai thấy nghe liền phát tâm bồ đề khi bỏ báo thân này